Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 26 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật vui và hiệu quả nhé. Sau đây mình sẽ giới thiệu cái từ bài của nó là Hải Nam là mu mẹn hoa khai là Hải Nam là Hải Nam, tỉnh Hải Nam của Trung Quốc, nằm ở cực nam của Trung Quốc luôn á. Hải Nam là mu mẹn hoa khai là mu mẹn hoa. Một cái từ mẹn hoa không thì là cái bông bông để mà dệt vải mẹn hoa. Nhưng mà mu mẹn hoa ở đây không hề dính dấp gì tới nó hết. Mu mẹn hoa là hoa gạo. Cây hoa gạo ở miền Nam không có, nhưng miền Bắc thì có. Cây đó thuộc vào cây lâu năm rồi, bông đỏ rất đẹp. Hải Nam là mu mẹn hoa khai là, như vậy là dịch là cây hoa gạo hoặc là hoa gạo ở Hải Nam đã nở rồi, đã nở rồi. Rồi nội dung như thế nào thì đầu tiên mời mọi người nghe mình đọc trước một lần xem đã nắm nhiều chưa, rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Ta bắt đầu nào. San yue, Trung Quốc Hải Nam de mu mẹn hoa khai là thành rau đen. Mu mẹn hoa zui hào khan de shi hou bu shi zào shang ye bu shi wǎn shang shi zhong wǔ. Yin wei zai yang guang xia mu mẹn hoa fei chang piao liang. Mu mẹn hoa shu hen gao dan shi ta khai hoa de shi hou bu chang. Ren men hen xi huan he mu mẹn hoa yi qi pai zhao. Zai he nan ren men zui xi huan de mu dan si yue khai hoa. Vừa rồi các anh chị và các bạn nghe và hiểu được nhiều không ạ? Sau đây mình giải thích nội dung chi tiết nha. San yue là tháng 3. San yue là tháng 3. Trung của Hải Nam the mu mẹn hoa khai là vào tháng 3 thì hoa gạo ở tỉnh Hải Nam Trung Quốc đã nở. Hình theo len là rất là đẹp. Mu mẹn hoa zui hào khan de shi hou. Mu mẹn hoa zui hào khan de shi hou, tức là cái lúc hoặc là cái thời gian mà hoa gạo đẹp nhất. Zui hào khan de shi hou, buổi sư chào sang không phải là sáng sớm, và buổi sư hoàng sang cũng không phải là buổi tối. Sư trung ngụ là buổi trưa. Yin wei zai yang guang xia, bởi vì dưới ánh nắng, dưới ánh nắng mặt trời. Yang guang là ánh mặt trời hoặc là ánh nắng. Zai yang guang xia là dưới ánh nắng mặt trời. Mu mẹn hoa phi sẵn theo len, hoa gạo cực kỳ đẹp. Mu mẹn hoa su hình cấu. Mu mẹn hoa su là cái cây hoa gạo. Su là cây. Mu mẹn hoa su là cây hoa gạo hình cấu là rất cao. Tan sơ tha khai hoa từ sử chén, nhưng cái thời gian mà nó nở hoa đó, u sản là không có dài hoặc là không có lâu. Cây thì cao nhưng hoa nở thì không lâu. Rỉnh mênh hỉnh xì hoan hở mu mẹn hoa y chỉ phai rào. Mọi người đều rất thích hỉnh xì hoan hở mu mẹn hoa y chỉ phai rào. Y chỉ phai rào là chụp ảnh chung. Chụp ảnh chung với ai? Với cây hoa gạo. Mọi người đều rất thích chụp ảnh chung với cây hoa gạo. Sau đây mọi người nghe mình đọc lại một lần nữa nha. San ye Trung Quốc Hải Nam de mu mẹn hoa khai là thành theo len. Mu mẹn hoa zui hào khan de shi hou bu shi zào shang ye bu shi wǎn shang shi zhong wǔ. Yin wei zai yang guang xia mu mẹn hoa fei chang tiao liang. Mu mẹn hoa shu hen gao dan shi ta kai hoa de shi jian bu chang. Ren men hen xi huan he mu mẹn hoa yi qi pai zhao. Và đến đây mình xin kết thúc phần 26. Vẫn nhắc lại một chút, nhắc hoài cho mọi người nhớ, tức là sau khi mà mình giải thích xong á thì mọi người học từ mới, sau đó nghe đi nghe lại cho nhiều lần để cho nó thật là thuộc, nó nhập tâm, rồi đọc đi đọc lại nhiều lần, cuối cùng học thuộc và kể lại. Nếu làm được như vậy, kể lại cho bạn bè nghe, hoặc là nếu mà không có người học chung với mình thì tự kể trước tấm gương gì đó cũng được. Và khi nào mình nói kể được thật là trôi chảy, mình quy định cái thời gian, ví dụ kể trong vòng mấy phút á, thì mai mốt ví dụ mình gặp người bản xứ hay là những người ở những vùng nào đó mà sử dụng tiếng phổ thông Trung Quốc, nói về những cái chủ đề này nọ về hoa, thì mình có thể nói với họ được. Xin cảm ơn mọi người.
Và mọi người nhớ đăng ký nếu chưa đăng ký và cho thầy một like. Bye bye.